Dạ con thì dạ con thì dạ con thì chưa được cái ơn của Chúa, nhưng mà em con á là có đạo ở đây và đi nhà thờ ở đây, thì đưa cho con cái đài mà 500 bài lòng thương xót của Chúa. Thì trong cái lúc con đang điều trị ở bệnh viện thì con nghe hết cái 500 bài lòng thương xót của Chúa, thì con có đức tin về Chúa. Con trước đây á là công an của huyện này, con thượng tá về hưu rồi, nhưng mà con mang cái chứng bệnh mà huyện Nhà Bè. Dạ huyện Nhà Bè. Ôi, Nhà Bè bắt tên Nhà Bè. Có khỏe không anh? 34 năm tên là anh gì? Dạ con tên là Trần Văn Lộc. Dạ. Anh Lộc, 8 Lộc hay là 7 Lộc? Ba dạ, Lộc. Ba Lộc thượng tá huyện công an huyện Nhà Bè rồi. Thì con mang một cái chứng bệnh này. Em con là có dẫn con lên đền thánh Martino ở Thánh Tâm ở Phú Nai á, thì cũng con cầu xin đó, nhưng mà chứng bệnh nó chỉ thuyên giảm ít thôi. Thì con vô bệnh viện, con bệnh gian con mổ lần đầu thì nó bị nhiễm trùng, rồi cái con nằm xuyên suốt 2 tháng con mới vừa xuất viện, nhưng cái bệnh của con chưa hết. Nhưng con cũng thiết tha muốn gặp cha và cộng đoàn ở đây cầu xin Chúa cho con được mau lành cái chứng bệnh này, để con là cái con bệnh lét đường ruột mà mổ bỏ hết một phát sáo rồi nối lại rồi nó cũng chưa có ổn định con. Amen. Alleluia. Thưa anh chị em, cái câu đầu tiên của anh Ba Lộc, anh ấy nói đó là anh ấy tin vào Chúa. Sau khi nghe hết 500 bài giảng, anh nghe hết 500 bài giảng. Dạ, tại trong lúc nằm trong bệnh viện, em con đem cái máy nghe đó là con nghe đi nghe lại nhiều lần, tại con nằm đó 2 tháng rồi mà. Cha, con nằm đó cứ lúc nào mà khỏe thì con mở lên con nghe. Tại vì cái bệnh đó con không có ngủ được, con nghe suốt luôn đó. Nghe hết viên rồi cái sạc viên nghe nữa, nghe đi nghe lại rất là nhiều lần, suốt gần 2 tháng. Thưa chị em, đó là cái ơn lớn vô cùng. Cái ơn lớn vô cùng. Anh đã được ơn ở chung, bảo là anh chưa được ơn. Thì vì một người không có đạo, một người không tin Chúa, mà bây giờ nằm trên giường bệnh, nghe cái máy 500 bài giảng, mà anh xem biết mỗi bài giảng trung bình là 1 tiếng đồng hồ, 500 tiếng đồng hồ. Một ngày chúng ta chỉ có 24 tiếng đồng hồ, mà nếu anh chị em không ăn, không uống gì trong vòng 10 ngày thì mới nghe hết 240 bài, phải không? Phải không? Đúng không? Mà bây giờ không ăn, không uống gì trong 20 ngày mới nghe hết là 480 bài, còn nợ 20 bài nữa trong vòng 20 ngày suốt sáng đến tối như vậy. Bảo này cũng nằm 2 tháng, bảo nghe đi nghe lại hết 500 bài, không những hết 500 bài mà nghe đi nghe lại. Hỏi có người công giáo nào đã nghe như vậy chưa? Hỏi anh chị em và giáo điều tin mình đã dám nghe như vậy chưa? Hỏi các bạn ca đoàn đã dám nghe như vậy chưa? Máy thì có mà nghe loáng pha loáng thoáng, còn nếu đi nghe lại, nghe ngày nghe đêm hết 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Một người mà đang đứng ở trước mặt chúng ta đây, mà hôm nay tin xưng rằng con đã tin vào Chúa rồi, một người là cựu thượng tá. Vâng, cựu thượng tá công an Nhà Bè. Thưa anh chị em nghĩ thế nào? Có phải là đó là có phép lạ chưa? Đó là phép lạ chưa? Đó là ơn lớn chưa? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Rồi bây giờ anh bà, tôi tặng cho anh hết 500 rồi, bây giờ tới 365 nha. Tặng cho anh bà cuốn máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Tặng thêm cho anh bà cái cuốn sách Con đường tín thác, trong này có CD đi kèm. Tặng cho anh bà thêm cái quạt để anh bà buồn anh bà quạt chơi với buồn. Nhưng mà hôm nay ai giới thiệu anh bà đến đây với giáo điểm tin mừng? Em con và dạ con dẫn đến em con thì thường xuyên đi ở nhà thờ này. Vợ với em? Dạ, vợ với em. Có đạo không? Dạ, vợ con thì không có đạo, mà em con có đạo thường xuyên đi ở nhà thờ này đang chờ đi lễ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta, đây là em à, phải em không? Không phải. À, thưa chúng ta thấy, đó là một cái ơn vô cùng lớn, là người vợ không có đạo mà vẫn dẫn chồng đến đây, và cùng với người em có đạo, mỗi người chúng ta phải trở thành Maria Magdalena, là cái cô em có đạo đó, để dẫn Phêrô và Gioan, để dẫn ông chồng và bà vợ, hai người không có đạo đến với lòng Chúa thương xót. Anh ba có thích cái gì nếu tôi tặng cho anh ba? Thích móc khóa lòng Chúa thương xót không? Không thích không? Dạ, con cảm ơn cả cha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh ba nhé. Chúa chúc lành cho anh, gia đình cha và con và Thánh Thần. Amen. Amen. Kính tạ cộng đồng và cha đã quan tâm đến con, thì con cũng xin cộng đồng và cha cũng cầu Chúa về trên cho con mau chóng lành mạnh. Chắc chắn chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh, tại vì anh biết ở đây mỗi ngày chúng tôi cầu nguyện từ 3 giờ cho đến 5 giờ thánh lễ, và 5 giờ thánh lễ đến 7 giờ, ngày nào cũng 4-5 tiếng đồng hồ. Trong đó anh nằm trong trái tim của Chúa và anh nằm trái tim của tôi, trái tim của mọi người. Biết rồi là...